vợ anh với anh thì quen nhau rất là lâu rồi. Em cũng biết, từ cái lúc anh em mình tham gia nốt nhạc Ngôi Sao 10 năm rồi. Đó, thì đã quen trước đó 1-2 năm rồi. Từ 2007 đó. Dạ. Ừ, đã từ 2007 đến năm. Giờ đó, đó. Thì một cái khoảng thời gian rất là dài. Mà mình biết là lúc đó thì anh nhà anh không có điều kiện rồi. Nó khá giả. Xe cộ thì cà tàn. Rồi nói chung là anh nhìn, hồi xưa mà anh nhìn nhận lại bản thân của anh thì anh thấy ồ, chả có gì hết. Mà sao lại nhiều khi lại cua được mà vợ anh như vậy, anh cũng hiểu. Mà vợ anh hồi xưa cũng có giá lắm. À. Vợ anh hồi xưa được, cũng được nhiều người theo lắm, nhiều người theo. Cho nên là anh nghĩ là trải qua những cái giai đoạn đó cùng nhau đó, cho nên anh rất là trân trọng cái tình cảm đó. Đi cùng mình từ những cái lúc không có gì, ở trong một cái ngôi nhà hồi trước anh ở trong một cái chỗ nó như là cái chuồng cu vậy đó em. Nó được gọi là cái nhà đó, nhỏ xíu. Giá ở trên trải qua giai đoạn thì cả hai đứa cùng tiến bộ hơn, cùng giúp cho cuộc sống mình tốt hơn. Thì anh nghĩ là những cái khoảnh khắc mà mình cùng nhau cảm nhận cuộc sống, trải qua giai đoạn này giai đoạn kia, nó giúp cho mình có được giống như bạn vững vàng hơn. Vợ anh ngoài chuyện là vợ là giống như bạn thân của anh đó, cho nên là mọi thứ anh có thể tâm sự được. Em hiểu. Tụi anh hồi xưa còn trải qua nhiều cái lắm, cháy nhà cũng có rồi luôn. Cho nên là vợ anh đi với anh từ những cái ngày mà chưa là gì hết, còn làm nhân viên văn phòng. Xong rồi tới cái lúc hái nhạc Trịnh thì anh còn nhớ là lúc đó thời điểm nó khó khăn lắm. Buổi sáng là đi hai vợ chồng qua bên nhà cậu của vợ anh á, lặt lá mai biết không? Đi qua lặt lá mai xong rồi cậu cho trả tiền cho ít. Sáng lặt lá mai xong rồi trưa đi hái đám cưới, xong tối giờ anh còn đi dạy học nữa. Anh cũng đi dạy kèm cho mấy đứa học tiểu học. Trời ơi, siêng dễ sợ. Anh siêng đó là xong, bắt đầu là tới nốt nhạc Ngôi Sao. Đó là xong là mình bắt đầu rẽ qua, bắt đầu lấy dân vô showbiz đó. Coi như là bắt đầu vô showbiz đó. Rồi nhóm For You. Rồi đó. Nói chung là mỗi cái bước đường anh đi á, thì lúc nào cũng có vợ anh ở bên cạnh. Cho nên là anh mới nói là giống như là một người tri kỷ. Tất cả những cái gì mà anh đều có thể nói chuyện kể với vợ anh. Anh đều có thể tâm sự được vợ anh hết. Cả việc khác, cả việc này nọ. Chỉ có những cái mà thuộc về tâm hồn, tức là người nghệ sĩ thì luôn vẫn có một cái góc riêng của mình á, thì cái đó mình riêng của mình thì mình không nói thôi. Còn hầu như tất cả mọi thứ là anh đều có thể tâm sự được với vợ anh. Anh nghĩ cho đến thời điểm hiện tại thì anh phải nói là anh thương vợ anh. Thương nhiều hơn đâu. Thương nhiều hơn. Anh rất thương. Có thể hồi trước lúc mà mới quen hay là gì đó thì cái chữ yêu nó sẽ nói ra được. Nhưng mà lúc đó anh vẫn ngại mà anh nói. Nhưng mà để bây giờ mà nói chữ yêu với chữ thương thì anh sẽ chọn chữ thương. Nó như là ruột thịt. Dạ. Anh đối với anh thì cái chữ thương nó to lớn hơn. Nếu như em có xem cái video này thì hồi trước tới giờ anh chưa bao giờ anh nói yêu hay là nói thương về em hết. Nhưng mà hôm nay cho anh xin nói là anh cảm ơn em đã cùng với anh trải qua rất là nhiều những cái khoảnh khắc ở trong cuộc sống. Những cái lúc mà anh chưa có gì hết, rồi đi đến những cái bước tiến hơn ở trong cuộc sống, rồi cả những cái giai đoạn mà khó khăn nữa, những cái giai đoạn khó khăn của cả hai đứa mình đều có mặt, em và anh ở bên cạnh nhau. Anh muốn nói là anh cảm ơn em rất là nhiều. Anh thương em rất nhiều.